Rồi, mình Chí Ngâm thông báo xin chào các bác và anh em Hàn Quốc. Ngay sau đây là ngày nay ngày 24 tháng 5 năm 2019. Em sẽ giới thiệu cho anh em là một con siêu phẩm là Marantz BM14SA Super Audio. Anh em lưu ý là con này không phải BM14 trơn nha, BM14SA Super Audio là dòng high end cao cấp của hãng nha. Công suất điện tiêu thụ lên tới 300W. Tất cả là toàn linh kiện cao cấp nha. Sườn thì tất cả được mạ vàng đồng, rất là đẹp nha. Hàng về nguyên khiển và dây nguồn riêng. Đây anh em xem. Để theo dõi những sản phẩm bên em, anh em vui lòng đăng ký kênh. Anh em thao tác là bấm nút đăng ký là và ấn luôn cái chuông thông báo để khi em quay video lên là hệ thống sẽ tự thông báo cho các bác nha. Rất là mới nha. Đây. Và bên em bán giá con này là 23.500. 23.500 bao ship toàn quốc cho các bác nha. Rất là mới nha. Và rất là to, rất là nặng. Em nói là trẻ là class dạ hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Remote khiển volume và các kênh nha. Tất cả sử dụng bằng remote. Nice. Có đèn cho này rất là đẹp nha, rất là sang trọng. Chuyên đánh những dòng loa Rebel, loa Nhật Âu và những cặp loa cai cao cấp như BVK, vân vân, rất là nhiều, chơi rất là nhiều loa. Rồi, mọi chi tiết anh em mua hàng thì liên hệ vào số điện thoại của em nha. Đây, em sẽ qua sell đích cho anh em xem, rất là cao cấp nha. Này, thiết kế các loa rất cao cấp, công suất là 300W. Hai cầu loa AB hoặc A cộng B, tích hợp cổng ba lăng cho anh em chơi và ghép với những thiết bị cao cấp, và cổng bre ut manning cho các bác chơi có thể làm bao hoặc là làm rề và kết nối với những con lọc qua những cổng này, và có cổng CD ung ba lăng, rất là mới nha. Rồi, em sẽ qua mạch cho anh em xem nha, rất là mới nha. Con này rất là hiếm nha, rất là khủng nha. Dòng đời cao cấp của dòng Marantz High End. Và mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào số điện thoại của em nha, 0978338114, em ship hàng toàn quốc nha. Chỉ có một em duy nhất nha, rất là hiếm về. Rất là cao cấp. Rồi, anh em là thích sản phẩm này liên hệ cho em nha. Giá là 23.500, em bao ship toàn quốc cho các bác. Đối với những các bác nào ở xa mua hàng thì cứ việc cọc cho em. Như số lẻ là 3.500.000 đó, thì còn số lại thì anh em thanh toán bên khi giao nhận xem sản phẩm. Rất là mới luôn, anh em nhanh tay liên hệ cho em nha. Rồi, hẹn anh em ở video kế tiếp.